mà chị vẫn biết, nhưng mà chị mệt quá rồi, chị mặc kệ ông muốn làm gì ông làm đi. À, là đang ngủ với ông cùng chơi luôn. Có hồi lúc mở mắt ra hả, gà thì gái cắt chè thì kêu. Xong rồi hả, chị kêu ông, chị kêu ông vậy xong chưa? Xong rồi ông vẫn chưa đâu á nha. Nhưng mà chị bảo vậy xong rồi chị nói chứ. Mà mình đang ngủ với ông làm sao mà xoay kiểu này xoay kiểu kia được? Thì để ông cứ như vậy, ông cứ như vậy đó. Là ông cứ một thế một thôi. Cứ một thế một, nhiều khi á ngồi rồi nằm rồi đủ thứ kiểu á, xong rồi chị cũng không có ứng đáp ứng á. À. Thì á xong rồi lại loay hoay suốt như vậy luôn. Trời ơi, xong rồi cứ loay hoay như vậy, xong rồi còn nhiều khi á. Ông vô xong ông lấy chứ ông làm xong rồi ấy, ông bảo ông chị còn thức á, thì là ông bảo chị là sáng mai nữa. Trời ơi. Mới hẹn chị vậy rồi sức vậy, xong rồi ví dụ cả đêm mà thức vậy rồi sáng mai sao mà chịu được mà. Có hôm ông bảo với chị chứ, ông hẹn với chị chứ, bây giờ xong rồi chốc nữa xong sáng nữa. Trời ơi. Chị nói là, chị thề chị đứng giữa trời, chị nói sai cho ông một cái lời nào mà ông không có mà nói sai cho ông vậy là mang tội, chị mang tội lắm. Trời. Có khi nào mà ông ấy làm chị giống kiểu con bé mà nhét cái đấy vào miệng chị không? À, ông có hôm á hả, ông lên mò á hả, ông ngồi ngang cái cổ chị luôn. Có hôm chị không lấy ông không cho, ông lấy cái này nè, ông đè ngang cái cuốn học thì la không được, nhét miếng không xong luôn. À, thở không được luôn đó. Thở không được luôn. Cái xong rồi á hả, một lúc xong chị nói ông ấy ông mới buông cái tay này ra, ông buông cái tay này ra nhưng mà ông khỏe lắm. Cái xương của ông nó cứng trời luôn á. Trai đi làm nhiều mà ông hả, ông mà nghe là thôi. Không vùng được, mà gặp chị người... Chị vùng thì được đó, nhưng mà chị vùng qua thì gặp con, vùng lại thì hả bên này đóng đồ chơi của bé để bên. Thì cuối cùng là vùng được xong là cứ nằm yên luôn. Nằm yên luôn, có nhiều lúc vùng cái đất, cho ông rớt đất luôn. Nhiều lúc á chị đạp ông rớt đất luôn á. Ông rớt xong ông cái lại mà rớt đất. Ông rớt xong rồi ông lại chạy lên lại. Ông chạy lên lại, ông chạy lên lại. Xong chị thấy chị không có vùng được nữa, thôi chị buông xuôi, kệ ông làm gì thì ông làm. Ông làm á hả, gần tới sáng luôn thì còn được nữa. Là lúc gà gáy là bằng sáng luôn, xong đi ăn sáng về là đòi tiếp nữa hả? Không, đi ăn sáng, ông không có đi ăn sáng gì hết. Ở nhà chị có mua một thùng khọ với lại thùng mì tôm á. Ừ. Ăn gì thì ăn, xong rồi chị mua thịt muối, chị bỏ trong tủ lạnh á. Là ông tự ông ăn. Là ông, bây giờ là người cái ông chồng này là bây giờ nó gầy lắm đấy. Sáng ra là chị đi làm rồi. Bây giờ là người gầy không hay là bây giờ chị biết cái hôm bữa gầy lắm, cái hôm bữa ốm lắm. Cái bữa. Cái bữa ốm. Em đang thắc mắc là cái sản lượng tinh của ông đâu mà sản xuất ra nhiều vậy? Thì chị cũng chả hiểu nữa, nhiều khi ông bị bệnh em ơi. Nhiều khi không ra mà người ta vẫn cứ chơi. Trời ơi. Kiểu vậy. Bị bệnh á. Trời ơi, đây là cái hình ảnh của người chồng đó mọi người. Trời ơi, trời, nhìn cái mặt này là cái mặt này là hình như là bị rồi chị ạ. Cái khuôn mặt mà kiểu là nhìn là ông có tự cạo râu không chứ ai cạo cho ông. Trời ơi, khuôn mặt mà sao đôi mắt với là râu mà cạo gì kì ấy. Ừ, ông vậy đó. Có hôm á hả, ông nằm giữa nhà, ông cạo hết sạch sẽ cái ở dưới cổ quý của ông ấy. Ông cao sạch cục quý luôn hả? Cao sạch luôn, không có để một tí nào á. Trời gì ghê vậy? Cũng vậy. Trời ơi. Ở ngoài đường người ta cũng nhìn thấy á. Có hồi lúc ông cứ nằm ở ngoài hè nữa. Ông nằm ở ngoài hè nữa, ông nằm ngoài hè xong. Ông cứ nằm ông cao luôn. Ông nằm ông cao, sạch bắt luôn, sạch không còn cái gì đi. Trời ơi. Mình nói thì bảo là hả, con này nó biến thái rồi, người ta nói đầy ở trên mạng luôn đó em ơi, nhưng mà thôi mặc kệ đi, họ nói. Mình tìm nó được cái sự thật. Bây giờ em hỏi chị làm sao thì chị phải nói làm vậy thôi, mình phải nói sự thật là xe chị này. À trời ơi, hồi xưa chị rất là giàu có nha mọi người. Năm ngoái á. Hồi xưa chị rất là giàu có. Và năm nay á hả, bay sạch. Bay luôn rồi hả? Hồi xưa chị rất tiền người ta 80 mấy triệu rồi. Chị ơi, em chia sẻ, em có đăng lên kênh thì có một số khán giả họ bảo là chị chia sẻ không thật. Tức là nói... người nhà của ông đó. Tức là bảo là chị nói oan cho ông ấy. Người nhà của ông, nếu mà đổ oan cho ông thì chị đâu có đi báo công an để làm gì. Báo công an xã, báo công an đủ thứ, ở chỗ nào là chị đi báo ở đấy. Yeah. Thì nhân tiện như này thì... có ai dám làm như vậy không? Chị cứ chia sẻ thẳng thắn cho mọi người biết để cho mọi người đỡ hiểu lầm. Có ai dám làm như vậy không? Có ai mà dám mà bảo là ông không có mà
mà dám đi tới công an để mà trình báo là sao chứ. Không có ai dám không? Dạ được rồi chị. Dạ vậy là mấy người đó là toàn là mấy người nhà của ông ấy đúng không chị? Người nhà của ông không ấy. Trời ơi, người nhà vào bình luận like đó, bình luận là bình luận để tốt. Để cho người ta nhìn thấy xong bắt đầu mấy người ta bắt đầu người ta nhìn theo cái đó, người ta mới ào ào vô, người ta mới nói chị không ra gì. Dạ. Tới em thấy nhiều cái kênh á, nhiều kênh á, chị thấy là hả cha hiếp con rõ ràng nha. Yeah. Nhưng mà người ta cũng ào, nhưng mà người ta chửi quá trời chửi đó. Người ta biết đó, người con, người ta biết người thân của mình sai rồi. Cho là... em chia sẻ lên thì có mấy khán giả còn biết cả tên chị đó. Biết tên chị là cái năm đó là cái năm 2019, thì ổng cũng đập lộn. Thì ổng đập lộn xong bắt đầu á, hả mấy đứa em á, nó lấy hết tài sản của bên nhà chị, nó đưa hết về bên nhà nó. Yeah. Nó để xong bắt đầu á hả chị đi không cho chị mua nhà nữa. Yeah. Thế là bắt đầu chị mới đi xuống xã rồi, ở xã họ cũng không có chia sẻ, không có ra sao hết. Thế là bắt đầu chị mới bỏ chị đi chị gặp Phong Bùi á. À đó. Thế là bắt đầu Phong Bùi nó mới quay chị lên, thế là bắt đầu nhà bả bắt đầu bóc phốt chị thôi là trời ơi luôn. Xong rồi bắt đầu cuộc chiến á nó lên. Thì chị nói là hồi đó là chị cũng hận lắm, chị bảo là hả chị có muốn là chị về chị tranh đấu với bả là sống chết. Yeah. Với gia đình bả bất cứ ai chết cũng được hết, mà đổ cái thế một cái mạng của chị lấy một mạng gia đình nhà bả thôi là chị tới mức độ như vậy luôn á. Chị mới lên mạng chị mới nói là bây giờ chị muốn cho hai đứa nhỏ, ai thương thì chị cho, ai không có con á thì chị cho, chứ chị đâu bảo là bắt đi con, chứ đâu có bảo là hả chị bán hay là chị xin tiền đâu. Yeah. Thậm chí thằng Phong Bùi em cứ hỏi nó đi, nó quay chị lên một lần nó cho chị được 1 triệu, một lần nó cho chị được 500. Đứng giữa trời chị nói với em, chị nó sai với mấy em, trời đánh chị chết. Yeah. Chị nói với mấy em như vậy. Thế là bắt đầu trời ơi nó ào vô nó chửi chị quá trời, không biết người ta cho chị được bao nhiêu không biết, mà Phong Bùi nó cầm luôn, nó giữ luôn, nó đâu có đưa. À. Nếu mà mỗi lần mà nó đưa chị á là nó lên trên mạng nó đưa cho chị là nó có quay lên. Yeah. Đó, nó cho 500 nó cũng quay lên, mà nó cho 1 triệu nó cũng quay lên. Yeah. Là được 2 lần như vậy. Xong bắt đầu thằng Quốc Chiến á, nó bắt đầu hả cái thằng Quốc Chiến nó mới là cái thằng lao cá, Quốc Chiến Channel á. À. Thằng đó nó mới lao cá, còn thằng Phong thì nó còn đỡ nha. Thằng Phong xong tới hồi á hả chị làm lớn chuyện là bắt đầu Phong nó nói chứ đó, nó nói mày rồi mà nó hả mày cứ lăn tăn, là thằng Phong nó nói thằng Quốc Chiến á, nó nói mày rồi mày cứ lăn tăn. Xong cái thằng kia nó nói cái gì xong rồi nó bảo thằng Phong nó kêu chứ mình cứ ghi thằng bậy bạ ở trên, là ý là nó ghi ở trên là người mẹ bán con lấy tiền ăn chơi rồi. Đó. Cái gì đó nói chung là đặt tiêu đề tầm bậy bạ đi, tiêu đề như vậy đó. Yeah. Đó là bắt đầu hả thôi là trời ơi họ chửi chị quá trời. Ôi bây giờ họ có chửi đi, họ có chửi bằng ngàn lần một tỷ lần mà chị cũng chẳng sợ. Hôm nay hôm qua em đăng chị, lên chỉ vì vợ vì con thôi chị. Qua em đăng lên thì có khán giả bảo là năm 2019 là Phong Bùi có quay chị. Ừ đúng rồi. Xong rồi bảo là bà này tên là Tạ Thị Lan. Ừ đúng rồi. Bà này nhà đó, người nhà đó không người đừng có tin bà ấy. Thì hôm nay em mới hỏi rõ cho chị để chị trả lời cho những cái người ở trên mạng biết là bây giờ chị không cần trả lời ai hết, nhưng mà hả chị ở làm sao có trời biết. Dạ. Là có vậy thôi. Dạ. Còn á hả ai mà nói động tới con chị á, ai mà nói động tới những cái chuyện có như vậy mà nói là không có là trời hại lại thôi. Cái năm đó trời người ta ào vô, người ta chửi quá trời, có người gọi điện thoại chị để luôn. Để chia sẻ trực tiếp này để tránh chữ sự hiểu lầm, còn những cái người mới đó, người ta biết ấy mà người ta lại hiểu lầm chị. Có người gọi điện thoại cho chị luôn, hỏi chị chứ bà bán con hả bà? À, xong rồi lại còn hỏi chị nhiều cái nó chắc chớ lắm. Mẹ nói con tắt đi không? Xong rồi là bắt đầu hỏi chắc chớ lắm xong rồi. Chị cũng nhiều khi chị cũng tức lắm, chị cũng nói là như hồi giờ hết rồi kệ họ, với cái phản xạ của họ hả thì người ta muốn nói sao người ta nói, người ta thích nói, người ta nói là hả có miệng có mỏ thì hả họ lấy nhau mà, nhưng mà người ta cứ thích chỉ trích mình thôi. Bao nhiêu kênh rồi chị thấy lên hả cha hiếp con rõ ràng nha, rồi người hàng xóm hiếp cháu, rồi người hàng xóm hiếp con mình, rồi là bắt đầu cái gì ông nội ông ngoại rồi ông ngoại rồi chú rồi dượng chú ruột rồi ông dượng nữa. Yeah. Mà ông dượng là ngay nhiều nhất, ông dượng là nhiều nhất. Vậy mà cứ ào vô chửi mẹ, chửi cái người mẹ không ra gì hết. Em nghĩ sao, chẳng lẽ người ta ở nhà người ta ôm con người ta ăn người ta ôm con người ta mãi vậy sao? Người ta phải đi làm, người ta còn phải đi làm, người ta là lao động chính nữa. Rồi giống như chị như bây giờ đây nè, cái nồi cơm á hả chị mà không nấu thì ông pha mì tôm ông ăn, hai đứa con vậy đó. Yeah. Ông không có phải giống như người ta đâu, ông cũng không nấu cơm, ông cũng không nuôi con luôn không. Còn hả con mà bệnh á bảo ông á chở đi
rồi đi vô mình vô đi đi ra chích hay là đi ra khám bệnh rồi này kia là hả khó lắm. Lúc con mà nó mệt mỏi quá rồi á, nó yếu quá rồi á, nó ngồi mà ngồi xe thì sợ té, thì kêu ba mày chở tôi đưa con đi ra. Ông bác sĩ Chí ông mới khám cho con sao. Không đi đó em, không đi đó. Con của mình mà cũng không đi luôn. Xong rồi á, lúc mà chị đi rồi á, chị đi chị dắt xe ra tới cửa rồi ông nói chị sao không? Mua cho tao bịch cháo gà. Đòi mua một bịch cháo gà. Không chờ con đi rồi là không chờ vợ đi rồi mà còn vợ chờ con đi là còn bắt đi mua cháo gà để chúng ăn nữa. Đi ra đường đó mua cho tao một bịch cháo gà. Trời ơi. Đó. Cứ vậy mà chị thôi một đời chồng rồi, thế là cái đời chồng sau. Trời, cái đời này hả, chị cố chị giữ để cho nó yên ấm thì cho người ta khỏi cười mình nữa thôi. Nhưng mà ông nhất quyết ông không tha cho chị gần á. Còn cái cách mà ông quậy chị không còn cái gì hết. Ông thích làm gì thì ông làm thôi. Trời, hai đứa con chạy đâu rồi? Kệ nó chạy đi chơi ngay đây nè. Hai đứa ơi, đi đâu rồi? Chạy đâu rồi ta? Thôi, có chuyện phải đi. Quay mấy cảnh thì...